Cả một ngày dài hôm nay thì mình lại đến với một cái gọi là một cái mini game để thử cái độ hiểu ý nhau tiếp. Đây, trong cuốn sách ghi đây, cột mốc 7, mức độ hiểu ý, hãy bốc thăm trả lời những câu hỏi chương trình đặt ra liên quan đến việc kết hôn. Một thôi. Lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Đây, rồi, trong ly này có rất là nhiều quà. Ok, em bóc trước nha. Nếu vợ chồng cãi nhau thì bạn làm cách nào để giải hòa? Ok, giờ viết đi. Rồi, 1, 2, 3. Tại vì anh rất là sợ bị bạn gái giận. Tại vì... Ý là có bạn gái để giận đúng không? Không, tại vì hồi xưa khi mà có bạn gái á thì rất là sợ bị người yêu hay là bạn gái nhận. Tính ra là anh cảm thấy em giữ là tại vì anh nhát chứ không phải là em giữ đâu. Ừ thì anh nhát mà. Thì đó. Em thì nghĩ là em thấy đa số các cặp đôi xung quanh của em thấy họ cãi nhau xong em hỏi là thế hai người làm gì để giải buồn với nhau thì anh nói là rủ nhau đi ăn đi chơi thì em nghĩ là rủ nhau đi ăn. Thế sau này hai mình cãi lộn rồi rủ nhau đi ăn khoai lang. Không, ăn khoai lang không cần rủ. Em sẽ mời anh qua nhà em luộc cho anh ăn. Em luộc cho anh ăn. À ok. Rồi câu tiếp theo, anh bóc đi. Ok. Trong bữa cơm gia đình thì bạn thích nhất món ăn gì? À, biết rồi. Ok. 1, 2, 3. Kim chi. Cơm ăn với kim chi được mọi người ạ. Không sao. Cơm với kim chi ăn với nhau rất là ngon. Đúng rồi, bên Hàn á là người ta khi mà người ta mới làm kim chi xong á thì người ta sẽ ăn cơm với kim chi không. Nó rất là ngon. Gần đây anh cũng khá là thích ăn kim chi. Đúng hả? Rồi, rồi em bóc nha. Nếu có con thì bạn thích xin mấy bé? Cái này cũng đơn giản luôn, em sẽ ghi số không thôi. Một, hai, ba. Bảy á? Anh muốn một nhóm nhạc mini. Chắc gì con anh muốn theo nghề. Hả? Anh thì, đang ép buộc con anh đó. Thì không được 7 thì cũng phải được 5 đúng không? Mà không được 5 thì cũng phải được 4. 4 mới làm nhóm nhạc được mà. Thật ra là 2 cũng đúng. 2 là đúng với lại kế hoạch hóa gia đình và mọi gia đình sinh 2. Em thích 2 là tại vì là em nghĩ nếu mà em chỉ là một đứa con đơn á, em nghĩ chắc em buồn á. Em có chị 2 thì em cảm thấy đấy là một cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời em. Rồi tiếp. Thế anh dài. Nếu có một ngôi nhà chung thì bạn sẽ muốn sơn nhà màu gì? Rồi 1, 2, 3. Em biết màu beige không? Không, màu da, màu giống màu da mình á, nó không phải trắng không phải vàng mà nó kiểu màu da. Anh biết màu đó rồi. Anh thì màu xanh. Xanh gì? Xanh màu dương xanh... hay xanh lá? Xanh dương ấy. Màu đó cũng dễ thương. Ban đầu em tính là màu trắng nhưng mà em nghĩ là màu trắng sẽ rất là dơ nhà. Thì màu xanh này nhìn nhà mình sẽ có cảm giác yên bình ấy. Câu cuối là tay em ấy. Vào ngày kỷ niệm ngày cưới thì bạn muốn làm gì nhất? Vào ngày kỷ niệm ngày cưới. 1, 2, 3. Anh ta du lịch. Em nghĩ là kỷ niệm chắc là đi du lịch là vẫn là ok nhất nhỉ. Thật ra theo anh thấy á, những cái cặp đôi mà mới cưới nhau á, thường anh nghĩ là chỉ có được 3 năm đầu là được tận hưởng cái này thôi.
3 năm sau là phải dành, những năm sau đó là sẽ dành cho con cái. Có nghĩa là khi mà có con rồi thì cái chuyện đi du lịch nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Cũng đúng được một câu nha. Vợ chồng mình cũng đúng được một câu nha. 2, 3. Khi mà em trải nghiệm một ngày thử yêu cùng với anh Tùng trong chương trình 24 giờ thử yêu và bây giờ chuẩn bị bước vào giây phút quyết định thì em cảm thấy hơi run. Em cảm thấy anh Tùng gọi là khá là chững chạc hơn so với những gì em nghĩ. Tại vì là trước giờ là anh em gặp nhau chỉ có cười đùa giỡn thôi, nên là không nghĩ là anh ấy kiểu cũng gọi là đối xử với em khá là dịu dàng giống như hôm nay em là người yêu của anh một ngày thật vậy đó. Nên là em cảm thấy là khá là cảm động. Với vai trò là một người con trai thì Tùng nghĩ Hansara là một cô gái có vẻ xứng đáng để Tùng theo đuổi. Hello. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà anh với Sarah từ vị trí anh em từ xưa giờ chuyển qua làm người yêu một ngày. Nên là anh cũng có một cái idea về một cái đoạn rap nhỏ muốn tặng cho em. Thì coi như là một đoạn rap ngắn để kỷ niệm cái ngày đầu tiên về mình quen nhau. Ok, bắt đầu nha. Okay. 5, 6, 7. Yêu em và thương em cầm tay như ngày đó, vững bền như đá không thể cuốn theo mây gió. Yêu nhau bình yên chứ không buồn phiền như cây cọ. Ở yên bên anh em không cần yêu đây đó. Và yêu thêm lần nữa, tìm lại phân nửa. Món quà lâm hoa anh đã để ở chân cửa. Sau cơn giông tố thì ắt hẳn sẽ tạnh mưa. Hẹn hò với anh vì em đã thích anh chưa. Ê. Cảm ơn anh. Hơi vấm. Thật sự thì Tùng cũng rất là lo lắng. Không biết là khi mà Sarah nghe được đoạn rap và nhận được cái món quà nhỏ nhỏ Tùng tặng ngày hôm nay, cũng coi như là một cái món quà để kỷ niệm cái ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, nhưng mà không biết là phản ứng của Sarah xíu nữa sẽ như thế nào, cũng đang khá là lo lắng. Em có tặng một món quà nhỏ cho anh Sarah, đó là khoai lang, là cái món Sarah rất là thích ăn. Không, dễ thương mà. Chỉ có cái là em không dám nhìn vào mắt em thôi. Ừ. Trước đến giờ vẫn thế. Ừ. Ngại á. Hôm nay vui không? Có, vui. Có những cái kỷ niệm mà, tại vì là em làm gì có người yêu đâu. Em làm gì có mấy cái kỷ niệm đó được. Thì anh đã giúp em có những cái kỷ niệm mà chắc là phải lâu sau này em mới có được. Giống như là em được trải nghiệm trước. Nói chung là hôm nay rất là vui đối với anh. Wow. Okay. Willy xinh quá. Anh kêu à? Ừ, anh kêu ấy. Ừ, ok. Vậy là anh mời đúng không? Ừ, anh mời. À, anh có một cái món quà muốn tặng cho em. Wow. Thông thường thì người ta sẽ tặng hoa và sô cô la, nhưng mà anh biết Sarah thích một cái khác ngoài sô cô la. Khoai lang. Sao anh dễ đoán quá vậy? Thiệt luôn á. Ý là em đoán đại thôi mà cũng dính được nữa. Rồi thì đúng rồi đó, đây. Hoa của em đây. Chúc mừng ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình. Wow. Thôi em có muốn mở quà ra xem không? Có. Ok, thôi mở quà ra xem nha. Em tò mò nó là khoai lang sống hay khoai lang luộc. Em đoán nha, khoai lang sống. Wow. Trời ơi, lại còn bó nữa. Đáng yêu mà. Dễ thương thật. Em sẽ để đây. À ok. Thực ra là anh cũng không có giỏi trong mấy cái việc lãng mạn ấy. Thì thành ra là biết em thích cái gì thì anh tặng cái đó thôi. Anh còn sợ em không thích hoa nữa. Thích hoa chứ. Hiếm khi nào mà được tặng hoa thật lắm. Đa số chỉ được tặng hoa giả. À, hoa giả đúng không? Hoa giấy. Ok, thì đây là cái buổi tối cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. À. Thì thôi thì anh em mình cứ... Quầy à? Cứ tận hưởng cho hết cái không khí làm người yêu hôm nay đi. Ok. Ừ, rồi sau đó như nào thì tí nữa tính. Ok. Wow. Em thấy trong phim người ta hay làm vậy này.
Theo anh thì là ngày hôm nay anh với em trải qua 24 giờ như vậy thì anh thấy sao? Anh thấy vui. Anh thấy... là vui không? Hả? Thật sự là vui không? Thật sự vui. Trong mắt của Sarah thì anh sẽ còn thiếu điều gì để trở thành một cái kiểu bạn trai kiểu mẫu của Sarah? Em nghĩ là không có ai thiếu gì với ai hết. Tại vì anh chỉ là anh thôi mà, còn em cũng chỉ là em thôi. Vậy thì em có nghĩ tới một cái việc là ở một cái tương lai xa nào đó, đến một lúc nào đó khi mà cả hai đã thật sự trưởng thành thì tụi mình có cơ hội không? Tụi mình có cơ hội không? Em không có muốn trả lời trước về tương lai. Tại vì mình đâu đoán trước được đâu, mình không phải thánh. Thì cũng có thể là có thể, có thể là không thể. Cứ để thời gian trả lời. Thôi, tự nhiên dùng bữa đi. Hôm nay vẫn là cái ngày, cho dù là đây là buổi cuối cùng rồi nhưng mà mình vẫn chưa hết thời gian hẹn hò. Thì thôi thì mình cứ tìm hiểu sâu nhau xíu nữa. Thì em nghĩ em sẽ cưới một người như thế nào? Thật ra thì là em vẫn muốn không cưới. Giống em vẫn không có ý định cưới. Giống anh. Nhưng mà vì tất cả những người xung quanh của em nói là đến một lúc nào đó, cho dù là em có muốn hay không muốn thì em cũng sẽ bắt buộc phải lấy. Em nghe tất cả mọi người nói như vậy thì tại sao, có hơi vô lý không? Không, nhưng mà ý là nó có thể là vô lý, nhưng mà tất cả mọi người thân xung quanh mình đều góp ý vậy thì em nghĩ là cũng nên để tâm xíu. Ý là tại vì mình cũng, họ đều là người lớn hơn mình rồi, họ đã trải qua cuộc đời rồi nên là họ sẽ biết rõ hơn. Anh nghĩ là cái việc mà muốn với cả không muốn ấy thì nó đều xuất phát từ bản thân mình. Có nghĩa là có một cái câu như thế này nè, đừng có hối tiếc về những gì bạn đã làm. Vì chỉ ít ra cái điều mà bạn đã làm lúc đó đó, nó là quyết định của bạn, chứ không phải là quyết định của người khác. Thì tất nhiên là em không có ý nghĩa là em sẽ nghe người khác mà em phải cưới. Nhưng mà tại vì em thì em không có dự định là cưới, nhưng mà nếu mà được người xung quanh đều dặn dò như vậy thì em nghĩ là cũng phải nên để ý tới việc đó xíu. Thì anh hỏi, nếu mà em một người em sẽ chọn bắt buộc để cưới thì sẽ là một người có những yếu tố như thế nào? Em cũng không biết nữa, em chưa nghĩ tới khúc đó. Tại yêu đương còn chưa, còn xa quá đúng không? Bồ còn chưa có mà chưa gì tới nghĩ tới việc cưới thì sao? Em đang có bồ đấy, em đang có bồ đấy. Không biết là hôm nay, trừ hôm nay ra. Sao? Em có muốn hỏi gì về anh không? Anh, em có gần với gu người mà anh muốn cưới tương lai không? Thật ra gần đấy. Gần hả? Tại sao? Tương đối gần đấy. Tại vì em nghĩ là liên quan đến tính cách nhiều đúng không? Chứ thật ra thì em thấy xung quanh anh nhiều gái xinh lắm. Ngoại hình là chắc chắn là em không bằng mấy người đấy rồi. Tính cách thì đúng là em chuẩn 100% rồi đấy. Tại vì em có thể biết là tiếp xúc với anh 3-4 năm vừa rồi thì em có thể biết là anh là một người chưa muốn lớn vội. Đúng. Có nghĩa là người ta hay nói là cuộc đời con người thường có 60 năm. Thì anh sẽ dành chọn đủ 20 năm đầu để anh chơi. 20 năm tiếp theo anh làm việc, và 20 năm cuối cùng anh sẽ nghỉ ngơi. Thì tính của anh bây giờ vẫn là một cái tính, một cái người chưa muốn lớn, chưa muốn trưởng thành lắm, tại vì chưa đến lúc. Và anh muốn có một người bạn gái, người vợ mà có thể gọi là sao ta, hơi chuẩn hơn anh tí thôi, để có thể cân bằng được mọi thứ xung quanh anh. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà anh qua giai đoạn tiếp theo thì anh có thể che chở được người đó được. Nhưng mà quan trọng là người đó có đủ cái sự kiên nhẫn để mà bước theo anh ở những bước đầu hay không. Vậy thì lúc kết lại sau cái buổi hẹn hò ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn Sarah vì đã cho anh một ngày rất là tuyệt vời. Một ngày mà lâu lắm mà anh cũng không có người yêu, cũng biết cảm giác có người yêu như nào. Đi ăn nó như nào. Mà anh cũng không ngờ là em nữa. Thì rất cảm ơn Sarah. Và quyết định của anh lúc này là, thực sự thì Han Sarah là một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương. Tùng nghĩ là bất cứ chàng trai nào ở độ tuổi của Tùng hoặc là nhỏ hơn Tùng, nói chung là ở cái độ tuổi mà dễ tiếp cận với Han Sarah sẽ đều sẽ thích cô gái này. Nhưng đối với riêng Tùng thì Tùng nghĩ là do là Tùng đã biết Han Sarah quá lâu rồi nên là phải chi là Tùng vừa mới gặp Sarah thì chắc là Tùng sẽ hết mình theo đuổi Sarah ấy. Nhưng mà này thì do anh em đã hoạt động với nhau quá lâu rồi nên là nó cũng còn một chút gì đó gọi là tình anh em hơn là tình cảm
trai gái. Tình cảm của em dành cho anh Tùng thì vẫn như vậy thôi. Chắc là tụi em trong tình trạng là 4 năm là anh em với nhau rồi, để mà bây giờ bảo là có tình cảm liền trong một ngày thì em cảm thấy là khá là khó, khó khăn cho cả em và anh Tùng. Thì nhưng mà tại vì từ trước đến giờ em vẫn quý anh Tùng giống như là anh ruột của em, nên là tình cảm em dành cho anh Tùng vẫn như thế. Quyết định của anh lúc này là anh em mình vẫn tiếp tục là bạn và vẫn sẽ là những cái đối tác rất là tốt trong công việc. Đúng. Ok không? Đúng. Đồng ý. 100%. Thì ôm nhau cái nhé. Ok. Ok. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ thử yêu. Mình là Trang, Hà Quỳnh Trang, có biệt danh là Trang Moon. Và ngày hôm nay khi mà đến với chương trình 24 giờ thử yêu thì cũng là một cái điều mà mình muốn có thể có cơ hội để gặp được một người mới để có thể mở lòng mình hơn. Mình cũng đã chia tay được một thời gian rồi, và thực sự thì hiện tại cũng vẫn khá là buồn vì câu chuyện đã xảy ra. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì sẽ có một Trang mới đến với mình. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đăng Dũng. Và mọi người thì vẫn hay biết đến mình với cái tên là Dũng Bino. Hiện tại thì mình đang là một diễn viên. Mình sống một cuộc sống một mình khoảng tầm 4 năm nay rồi, khoảng tầm hơn 4 năm nay rồi. Cái lý do ngày hôm nay mà mình tham gia chương trình đó chính là mình biết được cái bạn nữ khi mà chương trình sắp xếp cho mình tham gia là DJ Trang Moon. Trang Moon là một người bạn của mình. Khi mà mình vào Sài Gòn thì hai người cũng tương tác với nhau khá là nhiều, bởi lẽ là trước đó thì cũng đã đóng một bộ phim chung ở ngoài Hà Nội rồi. Từ lâu rồi thì Dũng cũng rất là quý cái người em này của mình, bởi lẽ là Trang là một người cũng khá là vui tính. Và ở Trang thì Dũng cảm thấy như kiểu là cô ấy rất là fresh, rất là mang lại một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Không biết được là khi mà bắt đầu tìm hiểu cô ấy với tư cách là một người thương thì không biết được là liệu cô ấy còn như cũ không, hay là khi mà cô ấy là người yêu của mình thì cái tính cách của cô sẽ thay đổi. Bởi lẽ là thực tế khi mà yêu nhau thì mọi chuyện sẽ rất là khác, đúng không nào? Để đi cua dai hóa ra. Gì này, sao ăn mặc giống này? Đây, 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 nhìn đi. Đây, đây, đây. Ui dồi. Nhưng mà cái vấn đề là em không nghĩ em gặp anh ở đây, thực sự. Nhưng mà sao hôm nay lại ăn mặc lại giống nhau như này? Mà anh có thấy em hôm nay nữ tính hơn mọi ngày không? Nói chung là mục tiêu của em tưởng tượng là một anh chàng khác. Em muốn cho người ta thấy là em cũng có chút nữ tính để mà người ta có thể che chở bao bọc. Thế nào em lại gặp Dũng? Nào gặp anh chả không sướng hơn à? Em gặp người khác làm sao tử tế vậy anh? Người đây. Đa tạ. Em thật. Em nhìn anh em cảm thấy kiểu trời ơi, mình bảo đằng sau ui hiểu sợi ca nào. Em vẫn còn đang kiểu cảm xúc như kiểu cô gái là chuẩn bị gặp được cái người trong mộng của mình ấy. Đằng sau cũng áo trắng làm em khá là lo lắng. Này hôm nay nhá, đi gặp em hôm qua anh kết thúc đóng máy phim xong anh phải đi nhuộm cái đầu khác này để vào anh sẽ cố gắng tuốt một cái hình ảnh thật là khác đi, khác với những cái ngày anh và em nói chuyện với nhau đi. Hôm nay ai xui em mặc này đây?
Em không nghĩ là ai xui mà chỉ em chỉ nghĩ là mình sắp chuẩn bị là gặp một đối tượng mới, mình phải làm sao để cho người ta có ấn tượng tốt về mình, chứ không cứ đàn ông như mọi ngày thì ai dám cua. Nhưng mà nhỡ đâu, nhưng mà bây giờ anh thấy là kiểu nhiều người người ta kiểu thích kiểu cá tính ấy, kiểu quần jean. Anh thích cá tính hay là anh thích nữ tính? Chung là nếu như bản thân em thì anh vẫn thích là nữ tính hơn một chút, tại thường ngày em hổ bồ nên là có uống nước gì không để gọi luôn. Anh uống nước gì đấy? Đây á, đây là một hỗn hợp gồm như kiểu dưa hấu. Ngon không? Nói chung là nó khó tả lắm, cái nước này rất là nhưng mà khó tả. Có ngon không? Tốt cho sức khỏe, còn ngon hay không thì tùy từng người. Em chỉ cần tốt sức khỏe thôi. Rồi nhưng mà cái loại nước này thì anh chỉ dành cho bạn gái của anh thôi. Mà em chưa phải bạn gái của anh nên là anh đã gọi cho em một loại nước khác rồi. Nếu mà sau hôm nay mà gật đầu mà làm người yêu của anh thì hàng ngày anh sẽ làm cái nước này cho em uống. Thật không đây? Thật, còn nếu hôm nay thì em chịu khó uống một cái loại nước mà tất cả những người bạn gái khác đều uống nhé. Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh. Hôm nay anh sẽ đút cho em ăn ha. Em thấy vui dần rồi đấy. Nếu mà không ai làm được trên thì anh sẽ làm được. Ok ha, thử xem nào. Có cần nước sốt hay gì không? Vừa rồi. Đợt vừa rồi anh đi quay phim á. Gặp nhiều cô gái rất là xinh đẹp như thế thì có tình cảm với cô nào chưa? Ở trong đoàn làm phim thì anh phải công nhận rằng là cái môi trường phim ý, là cái môi trường mà rất dễ nảy sinh tình cảm. Đã rất là nhiều lần, ít nhất là phải 4-5 lần rồi. Nghĩa là anh cứ cố để đấu tranh với cái việc đấy, nghĩa là gạt đi không được thích, không được yêu, đang như làm. Anh cần gì phải gồng đến như thế? Em thấy là anh cũng FA khá là lâu rồi đấy, nên em nghĩ là anh nên thử đi với em chẳng hạn. Đây là tôi đang tán tỉnh thẳng ông đấy. lần đầu tiên mà bình thường kiểu con em mình vẫn hay nói những cái lời như kiểu toàn như kiểu ông anh già thế này thế kia, xong hôm nay nó vỗ vai mình nói là anh ơi anh hãy thử thích em đi. Hai thằng bạn với ông. Ok, ông phải tôi yêu nhau. Này, sao hôm nay em kiểu không mang phấn son hay là như kiểu túi sách gì? Em mang quyển sổ hồng. Có thấy hợp với bánh bèo không? Bộ bánh bèo đấy không? Bánh bèo? Không. Nhìn là không hợp với em rồi đấy. Im đi. Đây này, ở trong này là có thử thách thứ hai về chúng mình, cột mốc thứ hai. Chương trình đưa ra hả? Ừ. Cột mốc 2 chính thức hẹn hò. Nhiệm vụ 1, để đánh dấu cột mốc quan trọng này, hai bạn hãy cùng nhau đi thực hiện một buổi hẹn hò lãng mạn với tình phí là 300k. 300.000. Chết rồi, thế này em không rủ anh. Tình phí là 300k. Bowling. Hai bạn hãy ăn uống chụp hình và mua hai chiếc vòng đôi. Vòng đôi nữa hả? Ừ. Em nghĩ là thôi như này nhá, mình sẽ đi ăn xà láng hết 300.000. Sau đó là muốn vòng đôi gì, em muốn mua hai dây chun nhưng mình để cột ở tay. Từ từ đã, hai cái dây chun buộc tóc có được không? Có được coi là vòng đôi không? Nếu như không có vòng đôi thì anh cũng sẽ có cách. Em cũng có cách. Mình móc tay. Đi. Cảm giác đầu tiên khi gặp lại đấy chính là rất là vui. Nhưng mà cũng không kém phần bất ngờ, bởi vì không ngờ là người hẹn hò cùng với mình ngày hôm nay lại là Dũng. Và cũng thấy là anh ấy cũng khá gầy, rất là thương. Dũng là một người rất là chung thủy và rõ ràng trong tình cảm. Đấy là điều quan trọng nhất với người đàn ông mà em muốn có. Dũng cũng là người khá hiểu em, khá là tâm lý và cũng thương em nữa. Cái phần trăm mà có thể hai người đến với nhau thì để xem ngày hôm nay trải qua như nào rồi sẽ có câu trả lời ạ. Tuy nhiên sau khoảng một thời gian không gặp Trang thì thấy Trang có vẻ như kiểu đằm tính hẳn đi. Nhiệm vụ bí mật của Trang: bạn hãy thực hiện những hành động sau sao cho người yêu không nhận ra bạn đang thực hiện nhiệm vụ của xoa đầu, nắm tay, hôn lên má, tựa vai, mũi chạm mũi người yêu. Cũng nói thật, nếu mà đây là một việc với người lạ thì có khi dễ hơn đấy. Với Dũng thì nhiệm vụ bí mật của Dũng: bạn hãy thực hiện những hành động sau sao cho người yêu không nhận ra bạn đang thực hiện nhiệm vụ. Hôn lên má. Thật luôn hả? Hôn lên má người yêu.
nói thì thầm một câu lãng mạn. Ôm người yêu từ phía sau, ngồi bên cạnh và choàng tay lên eo người yêu, nhìn thẳng vào mắt người yêu trong 30 giây. Coi chừng là cái nhiệm vụ cuối là nhìn thẳng vào mắt người yêu trong 30 giây là dễ ăn tát thì sao lắm này. Hôn lên má người yêu, khó nhỉ. Từ từ đã, chỗ này em đã đến bao giờ chưa? Em đến rồi. Thế á, anh chưa đến chỗ này bao giờ cả. Nhưng mà nhìn nó có vẻ to, không biết là 300 nghìn chúng ta có đủ mua được cái gì chỗ này không? Welcome to the Central Market. Phải trái, ôi đứa bật đầu rồi vậy. Em bảo, anh bảo, hả? Hay là bây giờ như kiểu chúng ta sẽ mua một cái áo bôi đi, được không? Thay không, cái áo này 300 ra. Nghìn, anh định nhịn đói à hả? Thì bây giờ mới cần về tài mặc cả. Hai cái là 200 nghìn. Đúng không? Em nghĩ với 50 nghìn thì em có thể ăn một bát phở của anh nhịn. Được, ok. Được, thì tôi đi cho anh một cốc nước. Hay là thôi, để em tìm quần áo hiệu tặng anh nhé. Hay là mua một cái kẹp tóc cho em nhỉ. Tự nhiên kiểu bộ đồ đấy rất đơn giản đấy. Sao anh nghĩ là có một cái kiểu phụ kiện gì đấy, kiểu hoa hoa gì đấy chắc là sẽ đẹp. Xem nào. Thôi nhá. Này cái này hợp với em này. Baby cute. Cả chương trình em dùng cái cặp đấy. Này anh nghĩ là cái này đi, cái này ok hơn này. Không ạ, má ơi. Được mà. Em có buộc tóc đâu, em có cặp tóc đâu. Xem không cặp. Thôi em nghĩ mọi người nên đi. À hay là mua cái bờm. Bờm á? Cũng hợp, cũng hợp mà. Cho nó đỡ nóng. Tôi cảm thấy hôm nay di chuyển nóng lắm. Không sao, tóc nó lại xòa và hết. Hay là cứ mua. Thôi em phải tiết kiệm để ăn, em thích ăn, em muốn ăn. Hay là cứ mua một cái bộ buộc tóc cho em. Thôi em muốn ăn, em muốn đi. Đây kẹp để được không? Kẹp để cho ok mà. Không, thôi đi. Trời ơi. Đây đây người đây. À, chúng ta sẽ được uống nước ép dưa hấu. Nóng thế này là do thời tiết hay là bởi vì tại vì anh hot quá hay là em hot quá mà chúng ta tỏa nhiệt thế nhỉ? Đúng rồi, em đang đi một người rất hot. Hot cứ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, hiểu không? Hot là hot kiểu gì đây? Hot rác hả? Xem nào. Bây giờ... Ê, này. Em phát hiện ra một thứ. Gì? Sao? Anh cứ làm như em làm gì, anh cứ che kiểu gì đấy. Bỏ ngay cái tay ra. Bỏ ra. Đọc to nhanh lên. Talking to the moon. Này nó gọi là duyên không ạ? Không duyên một chút nào cả. Vì cái này sắp đặt tương tiếp không thể nói duyên được. Thì cái áo này anh mới mua cách đây khoảng một ngày. Hả? Một ngày hả? Mới. Áo anh chưa mặc một lần. Đây chính cái áo này. Anh thấy nó rất là hợp với chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề trang môn. Trang môn với những người bạn. Mà cái quan trọng là cái cửa hàng đấy còn mỗi một cái áo này duy nhất. Thật á hả? Ừ. Thế là xong rồi anh vào bảo là cái áo này bằng mọi giá sẽ phải mua. Nhưng mà xong cuối cùng nó bảo là anh ơi vì cái áo này còn mỗi một cái thôi mà trong đợt hàng cuối cùng nên bọn em giảm giá 20%. À, cuối cùng là quyết định mua luôn. Mua luôn à? Mua luôn. Đã kịp giặt bột nước rồi xong rồi hôm nay mặc thơm tho. Em tưởng à? Thật không đây? Đây, hôm nay Talking to the Moon thì hôm nay sẽ là một buổi nói chuyện với cả ánh trăng, với cả mặt trăng. Đấy thì hôm nay nào tình cờ lại là trăng moon. Mình cũng muốn thông qua cái chương trình này để mình có 24 giờ ở bên trăng moon thì mình muốn được biết được xem là cái cách mà cô suy nghĩ rồi là cái cách sống rồi là cái cách mà cô sinh hoạt làm việc như thế nào. Vì nhiều khi là hai anh em nói chuyện với nhau ở trên phim trường hay là ở ngoài nơi làm việc thì cũng chỉ hỏi han nhau được cuộc sống cũng như là công việc tình cảm thôi, chứ còn về những cái góc khuất trong cuộc sống thì dường như rất là ít cơ hội để làm được điều đó.